Quý vị và các bạn, thời tiết mưa nhiều, địa bàn trải rộng cùng với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nên hiện nay bệnh lở mồm long móng đang xuất hiện trên đàn vật nuôi ở huyện Đam Rồng. Đây là loại dịch bệnh lây lan rất nhanh, chính vì vậy, đòi hỏi người dân và các hộ chăn nuôi phải nâng cao ý thức. Đồng thời, ngành chức năng của huyện Đam Rồng cũng cần phải tập trung nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống. Phóng sự do nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cuối tháng 9 vừa qua, gia đình ông Hà Mông ở thôn Nờ Tôn, xã Đà Tôn, huyện Đam Rồng có 4 con bò, thì 2 con đã bị lây nhiễm dịch lở mồm long móng. Cho đến thời điểm này, toàn thôn bệnh này đã lây lan trên 28 con bò tại địa phương. Ngày 21 thì chúng tôi rà soát thống kê lại là tổng số bò bị lở mồm long móng ở cái thôn Nờ Tôn, xã Đà Tôn là 18 con trên 12 hộ. Trước tình hình thế thì chúng tôi đã khoanh vùng và chỉ đạo lực lượng khuyến nông thú y là phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng trại trong cái ổ dịch tại thôn Nờ Tôn, xã Đà Tông. Thế rồi thì là đồng thời là phun sát trùng tiêu độc toàn bộ trên địa bàn xã với cái hóa chất BKVET. Thế thì riêng đối với ổ dịch thì chúng tôi một tuần là phun 3 lần. Trước thực trạng bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc xuất hiện và có chiều hướng gia tăng trên địa bàn huyện Đam Rồng hiện nay, ngành nông nghiệp huyện đã tập trung các biện pháp để chống dịch. Trong đó, tuyên truyền bà con nhân dân cách ly, không thả rông gia súc, cung ứng thuốc, chanh tươi cho bà con phòng chống. Đến nay, Trung tâm Nông nghiệp huyện đã bơm khử trùng hầu hết các địa bàn xuất hiện bệnh lở mồm long móng ở các xã. Phòng nông nghiệp đến tận nhà để trị bò của anh, cho nên một con bò bị nhưng mà bây giờ nó lây hết 3 con, nhưng báo cáo ngay cho cấp trên để cấp trên giải quyết ngay, cấp chanh nè, cắt nè, bôi chân bôi tay hoặc là bôi trong miệng của nó, bây giờ thì hết rồi. Một trong những khó khăn để phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm nói chung và bệnh lở mồm long móng nói riêng tại huyện Đam Rồng là ý thức của người dân còn thấp, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Hầu hết bà con chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông, không xây dựng chuồng trại nên rất khó khăn phòng ngừa nếu dịch bệnh xuất hiện. Chính vì thế hiện nay, chính quyền các địa phương cũng như ngành nông nghiệp đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương. Đề nghị các hộ dân là không có vận chuyển bò từ khu vực có bệnh sang các cái vùng cận, từ thôn này sang thôn khác, từ xã này sang xã khác, và đã thành lập các cái tổ, các cái chốt trực để thứ nhất là không cho bà con là vận chuyển mà ra cái đàn bò bị bệnh ra khỏi địa phương. Cái thứ hai là không di chuyển giữa các cái thôn bị bệnh, từ thôn bị bệnh sang thôn không bị bệnh. Đồng thời là tuyên truyền hướng dẫn cho bà con sử dụng các cái biện pháp, các loại thuốc bôi ngoài da rồi chanh và các cái chất mà để mà khống chế cái vi khuẩn gây bệnh. Riêng đối với xã Đồng Minh á, là sau khi mà đã phát hiện ra cái tình trạng ở các xã như thế, là chúng tôi ủy ban nhân dân xã cũng đã có cái văn bản gửi về các thôn. Thứ nhất á, là về các chi bộ các thôn, triển khai chi bộ các thôn. Thứ hai nữa chúng tôi coi như là chỉ đạo cho khuyến nông rồi thú y kiểm tra là cái đàn gia súc gia cầm trên toàn địa bàn xã. Tình trạng mà nếu có tình trạng mà xảy ra có thì chúng tôi sẽ coi như có biện pháp phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp kịp thời xử lý. Lở mồm long móng trên gia súc là loại dịch bệnh lây lan rất nhanh. Ngoài giải pháp mà ngành chức năng thực hiện, thì ý thức của người chăn nuôi là yếu tố quyết định để hạn chế dịch bệnh, làm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người dân. Hiện cũng đang là cao điểm mà các loại dịch bệnh dễ xuất hiện. Ngoài Đam Rồng, thì các địa phương trên địa bàn tỉnh cần chủ động để có giải pháp phòng ngừa khi có dịch bệnh xuất hiện.